Theo thông tin chính thức từ câu lạc bộ Hà Nội, hậu vệ Đoàn Văn Hậu sẽ về nước để thi đấu cho nhà đương kim vô địch V-League từ giai đoạn 2. Đoàn Văn Hậu chính thức hết hợp đồng thi đấu cho SC Heerenveen của Hà Lan từ hôm 30 tháng 6. Ngay từ giữa tháng 5 năm 2020, câu lạc bộ Hà Nội, nhà bảo hiểm đã có nhiều lần gửi thư điện tử cho đối tác tại châu Âu. Nhưng Heerenveen lại chần chừ không đưa ra câu trả lời chính thức về việc có tiếp tục mượn Đoàn Văn Hậu hay không. Thậm chí, nhà đương kim vô địch V-League còn tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ Heerenveen trong việc trả lương cho Đoàn Văn Hậu trong trường hợp hậu vệ gốc Thái Bình được giữ lại vì lý do chuyên môn. Dù vậy, theo chia sẻ từ lãnh đạo câu lạc bộ Hà Nội, phía Heerenveen lại chỉ quan tâm đến tiền mà không đưa ra kế hoạch cụ thể sử dụng Đoàn Văn Hậu như thế nào. Sau nhiều lần gửi thư điện tử qua lại nhưng không đạt được thỏa thuận với đối tác ở châu Âu, đội bóng nhà bảo hiểm quyết định gọi Đoàn Văn Hậu về nước để thi đấu cho đội bóng thủ đô V-League 2020. Theo tìm hiểu, Đoàn Văn Hậu sẽ chính thức về nước trong ít ngày tới, khi đội bóng chủ quản câu lạc bộ Hà Nội hỗ trợ tìm được chuyến bay từ châu Âu về Việt Nam. Thêm nữa, cuối năm AFF Cup trở lại, Đoàn Văn Hậu về nước thi đấu, lấy lại phong độ sau một thời gian dài không thi đấu do nghỉ dịch sẽ là sự tăng cường không nhỏ cho đội tuyển Việt Nam, ông Đỗ Vinh Quang, Chủ tịch câu lạc bộ Hà Nội chia sẻ. Cuối năm nay, AFF Cup trở lại, Văn Hậu về nước thi đấu sẽ là sự tăng cường tốt cho đội tuyển Việt Nam. Phía Hà Nội FC đang tìm kiếm chuyến bay đưa Văn Hậu về nước trong thời gian sớm nhất. Văn Hậu sẽ trải qua cách ly 14 ngày trước khi hội quân trở lại với Hà Nội FC.